Vâng, em xin mến chào các bác nha. Thưa các bác, thì hôm nay em xin quay chia sẻ với các bác một cái chủ đề về cái cây địa tàu ạ. Thì cái Trung Quốc ấy, thì người ta có cả một cái nền văn hóa, cả một cái bề dày của cái cây địa lan rồi. Do vậy mà cái công nghệ mà trồng cũng như là chăm sóc, rồi hai nữa là cái khí hậu, thời tiết, môi trường của người ta nó rất là tốt các bạn. Và người ta đã chăm sóc những các cái cây địa rất là tuyệt vời. Rồi là những các cái cây địa người ta lai tạo cũng như là rừng nó rất là nhiều, thì người ta sẽ tìm kiếm được những các cái cây địa rất là đẹp. Và nhấn mạnh ở đây thì cái công tác chăm sóc của người ta thì rất là tốt. Tiếp theo cái thành công của năm ngoái đây thì em sưu tầm một cái chậu hoàng kim Tố Hà địa tàu. Thì xin thưa với các bác thì em về em thuần dưỡng thì đã tốt rồi, rất là tốt. Năm ngoái em mua được cái cây hoàng kim Tố Hà này có một cặp rồi, một cặp. Và cái năm ngoái thì nó về là nó đẻ ra cho em thành 5 thân. Đấy, và em chăm sóc rất là kỹ. Nhưng năm nay thì khi mà nó thuần rồi thì em không chăm sóc mấy nữa, em hạn chế chăm sóc để cho nó thực sự là nó thuần với cái môi trường khí hậu nhà mình đi. Thì năm nay nó đẻ cho em được 2 măng các bạn. Đây một cái măng này. Rất là một và một cái măng bên kia nữa. Và cái chậu này thì hôm Tết nó đã có hoa rồi. Hoa rất là đẹp. Đấy là năm ngoái. Năm ngoái em sưu tầm được cái cây này, cây hoàng kim Tố Hà. Và thấy hay quá thì năm nay em sưu tầm 2 cây. Một cây này là cây loại khác nữa. Cái cây loại này là hoa nó rất là đẹp, màu đỏ. Em quên tên mất rồi. Lá nó còn biên các bác nhá. Đấy, lá còn biên. Em về trồng rất là đúng kỹ thuật, cũng như là chăm sóc từ Tết đến bây giờ nó không vấn đề gì. Thế nhưng mà qua cái đợt nắng nóng vừa rồi đây, xong nó chuyển sang mưa một cái là nó chết các bạn. Và nó không đẻ nhá. Cái cây này từ hôm đưa về trồng là nó cứ xanh và nó giữ thân như vậy thôi. Nhưng mà nó không đẻ. Trải qua một cái đợt nắng nóng thì cây vẫn ổn. Xong đến cái thời gian vừa rồi mưa thì bị hỏng, bị thối, bị chết. Đấy. Năm nay thì em sưu tầm 2 cây địa tàu các bạn. Một cây đã bị chết rồi. Cây này thì cái cặp này em mua có 800 rồi. Đấy, 800 về trồng từ Tết đến giờ nha. Là nó phát triển cho đến cách đây nửa tháng là rất là tốt và đẹp. Chỉ mỗi cái không đẻ con. Nhưng mà sau khi mà qua cái đợt nắng nóng chuyển sang đợt mưa một cái thì bị chết. Đây là bị chết các bác nha, chứ không phải là bị nấm khuẩn thối thiết gì đâu nha. Đấy. Nó bị chết, củ nó vẫn còn chắc nguyên này. Đấy, cuộn lá là nó ấy được, còn cái lá này nó vẫn còn này. Đấy, cái địa tàu rất là khó thuần các bác nha. Ở đây em làm cái video này em muốn chia sẻ với các bác là rất là khó thuần. Tất nhiên là nó tùy từng cây rồi. Đây còn một cái cây này nữa. Một cái cây này thì lại là ok. Cái cây này thì mua cái giá trị là nó vào khoảng hơn 1 triệu một thân. 2 triệu rưỡi một cái cặp này các bạn. Em quên tên rồi. Hoa màu vàng lưỡi đỏ. Đấy, cái bông này em đi dự triển lãm hôm Hương Sách Nam Định năm 2024 ấy, em thực mắt nhìn thấy rất là ưng ý và rất là đẹp. Do vậy mà sau khi về thì em cũng sưu tầm một cặp về để trồng chơi. Thì như cái cây này thì về em trồng một cái các bác thì nó đẻ luôn cho em được 2 cái măng. Đấy, 2 cái măng mà bây giờ này nó phát triển thì cũng khá là được rồi. Nếu mà mình mà giữ gìn duy trì được như thế này thì sang năm này chúng ta sẽ có một chậu để chơi đẹp.
năm nay là sẽ có thành 4 thân rồi. Đấy, thì rất là tốt. Đấy, em làm cái video này và xin thông qua cái video này thì cũng gửi đến các bác một thông điệp rằng là địa tàu thì nó có những cái cây là cũng rất rất dễ thuần, nhưng mà có nhiều những cái cây thì rất là khó thuần. Trồng bằng cách nào, chăm sóc bằng cách nào là nó cũng chết. Nhiều bác nha, nhiều bác về trồng chỉ sau có 2 tháng là nó chết luôn rồi, nó thối luôn rồi. Như của em đây là trồng cho từ tháng 2 cho đến bây giờ tháng 6, tức là nửa năm rồi nó mới chết. Mà nó chỉ có cái là nó không đẻ thôi. Tại sao là cây tơ nhá, cây tơ, cây bánh tẻ một cặp khỏe lực mà lại không đẻ con, mặc dù là vẫn xanh tốt và cho đến bây giờ thì chết. Vậy nên là chơi cái món địa tàu ấy các bạn, chơi cái món địa tàu là chúng ta phải phải trả giá nhiều lắm. Nhiều khi mà để mà thuần được một cái bông địa tàu là phải trả giá, nó tùy từng loại. Có loại thì đấy, cái loại như Hoàng Kim Tố Hà này thì cũng dễ này. Đấy, mua 2 thân mà sau 1 năm thì thành 5 thân và đã có hoa. Và năm nay thì đây nó thuần rồi, mà nó thuần được 1 năm rồi, nó đang lên được 2 cái măng này các bạn. Cây này đặc biệt năm nay là em rất là hạn chế chăm sóc, và cái đợt sau Tết đấy là em cũng không có tách chiết gì đâu, không có tách chiết gì, vẫn để nguyên một cụm. Vì em biết rằng cái anh cu này là nó chưa thuần, cái khí hậu của mình mà cứ tác động loanh quanh vào là nó dễ đi lắm, mất tiền. Đấy, cây này thì em sẽ cũng cứ sẽ để như thế này, và Tết năm nay nếu có hoa thì chơi hoa, còn nếu không có hoa thì ra ngoài Tết, lúc đó thì em mới tiến hành tách để nhân giống. Đấy, vậy là nó sẽ nằm ở cái khí hậu nhà mình được 2 năm. Đấy, tức là 2 năm thì dù sao chừng nữa là nó sẽ. Và năm nay em không chăm sóc các bạn, em không chăm sóc, nhưng mà do cái cách trồng của em đấy, do cái cách trồng của em và nó mưa vừa rồi một cái là nó phát triển, nó cái cách trồng của em nhá, càng mưa nhiều thì cây là càng tốt các bạn. Vì em cho nhiều phân, mà các bác biết rồi đấy, cái phân dê mà cái cách em cho ấy là cái cách trồng của em là nó không bị bết nữa, nó không bị nhét ra như những người khác đâu. Đây là cái cây này của em này, mưa 10 ngày rồi, bây giờ là càng mưa nó càng non bỡ luôn các bác nhé, nó non bỡ luôn. Vì các bác biết rồi, cái phân dê là em cho khá nhiều ở trong này. Và em muốn nhắc lại với các bác một cách lưu ý nữa ấy, tại sao em cho nhiều phân dê mà nó lại không bị bết, thì các bác phải nghiên cứu cái cách trồng của em nha. Mưa càng nhiều thì cây càng phát triển tốt. Như cái dàn cây của em này bây giờ là nó mưa khoảng bây giờ đến bây giờ khoảng 10 ngày rồi đấy các bạn, mà vườn không có mái che, vườn không có mái che mưa đâu nhá. Đây là cái cây đỏ Thủy Tiên này. Đấy, lên 5 thân. Còn cái chậu này của em là thanh cánh nhật, 2 thân. Hôm trước em chia sẻ hết thì còn có 2 thân thì em cũng tách đôi, một thân mẹ một thân con, thì tách đôi thân con lên được 2 măng và thân mẹ thì lên được 1 măng. Và như thế này thì đến cuối năm thì cũng đã có cây chơi được, cũng được rồi.
Rồi, cái cụm này của em là nó thành thân rồi mà nó chưa đẻ đấy. Đấy, toàn cây tơ không, hai cây tơ. Sang tháng 8 các bác, những các cái cây mà nó trưởng thành, nó ổn như thế này rồi thì bây giờ em chỉ chăm sóc nó nhẹ nhẹ thôi, chăm sóc nhẹ nhàng để cho nó duy trì phát triển thôi. Đấy. Và khi mà tháng 8 mình tách một cái thì nó sẽ đẻ đôi luôn các bạn. Đấy. Cây mà củ nó to rồi, xong nó lực, và mình tách cái là nó đẻ đôi ngay. Tết là có một chậu to mà, mình tháng 8 mình tách là Tết nó đẻ, Tết là nó lớn lên là sum sum rồi. Đây, cái cây này, cây đại hoàng cánh sen của em cũng vậy. Trước khi tách thì mình không nên chăm sóc các bạn. Một thời gian, ít nhất là khoảng 1-2 tháng mình không nên chăm sóc, để cây nó cằn, nó già. Nếu có chăm sóc thì chỉ chăm sóc sơ sơ thôi. Cái chậu này của em là chậu Tịnh Tâm đấy. Tịnh Tâm thì bây giờ là đã có 3 thân đẹp rồi, 3 thân được. Năm nay thì chắc là chơi ok rồi. Vâng, thôi em xin chào các bác nha. Hôm nay em làm cái video này xin chia sẻ với các bác về cây lan kiếm tàu. Lưu ý với các bác để đỡ mất tiền, hoặc là muốn tìm kiếm, muốn sưu tầm cái cây nào ấy thì nên tìm hiểu trước. Chứ nhiều cây rất là khó thuần. Thôi em xin chào các bác, xin hẹn gặp lại các bác trong các video khác.